Rồi, hello tất cả anh em nha. Và bây giờ chúng ta đến với một trận đấu tại giải Võ Lâm Minh Chủ server Thanh Thành Sơn năm 2022. Mặc dù qua năm 23 rồi nhưng giải đấu này bắt đầu từ năm 2022 anh em ạ. Của server Thanh Thành Sơn. Website võcôngtrườngkỳ.net chứa cao thủ Võ Đăng. Võ Đăng em xin VIP. Và cao thủ Thiếu Lâm. Võ Đăng thì mang trên mình cây cập phong chân vũ kiếm cộng 7. Tốc 37. Kỹ năng cộng 3, nón tím, bao tay tím, áo vinh diệu hoàng mỹ, thời gian phục hồi 68, kháng cả 12, đôi giày hoàng mỹ tinh chuẩn, tốc 70, kháng cả 12, dây chuyền cập phong thiên tứ cộng 7, đai lưng thiên tứ cập phong cộng 7 luôn, cập nhẫn hoàng mỹ dương quân, hoàng mỹ tuệ thanh, cập nhẫn... Có thể nói đây là những món đồ mà đỉnh của chóp. Đó, cập phong Thúy Ngọc Huyền Ngọc Bội 333, ghê chưa anh em. Nhân kiếm hợp nhất cộng 3, ghê chưa. Đối thủ của Võ Đăng đó là cao thủ Thiếu Lâm. Coi Thiếu Lâm đánh cỡ nào anh em ạ. Thiếu Lâm cũng mang cây... À, cung luôn anh em ạ, nhầm, cung luôn. Xin lỗi anh em nha, cung luôn. Mấy ông nội nàng đặt tên Thiếu Lâm đao A+1 mà lại đao xưng tên là côn lôn anh em ạ. Cao thủ côn lôn này đã thua cao thủ cái bang ở vòng đấu trước. Mua 40 củ đấy hả, ghê. Cái nào 40 củ bác. Rồi hiệp đấu thứ nhất xong tí mình coi đồ lại côn lôn nhé anh em. Chúng ta thấy côn lôn phải chạy thật xa để bút bùa anh em ạ. Võ Đăng thì không cần bút tòa vọng luôn ta. Không cần bút vào tòa vọng luôn, ớ ngăn thật giờ với bút. Võ Đăng Côn Lôn đã bút được bùa tốc độ giảm chậm. Đã bút được bùa tốc độ di chuyển. Tiếp tục một cái bùa thứ hai đã được bút lên. Tiếp tục cái bùa thứ ba đã bút lên. Giải bùa xong luôn. Tội nghiệp thật. Lượng y lần một. Vừa bút được bùa xong. Bị rồi chuẩn bị giải bùa. Rồi bắt choáng kìa. Ghê chưa, bắt choáng ghê chưa. Rồi giải bùa xong, hết bùa. Hết bùa. Côn Lôn lại bắt đầu bút bùa lần thứ hai, lần thứ ba chứ. Rồi xong, xong Côn Lôn này rất là đánh rất là khó chịu. Người ta gọi là nhất nhân kiếm mà. Nhất nhân kiếm mà, rất là ghê gớm anh em ạ. Ghê không? Chúng ta coi cùng set đồ của Côn Lôn đao nhé anh em. Nón thủy, dây chuyền vũ ảo 2322. Hoàng mỹ vinh diệu, hoàng mỹ tinh chuẩn. Đại lưng xưng tinh cộng 8. Thiên tứ lên cộng 8 anh em ạ. Này thiên tứ cộng 7. Bút 3 bùa xong cái giải bùa luôn. Rất là tội nghiệp anh em ạ. Người ta gọi là ăn công cốc á. Làm công cốc chứ. Người ta gọi là làm công cốc á. Bút cho đã rồi nó giải bùa cái mất hút. Tức ói máu luôn. Dây chuyền vũ áo cộng 3. Dây chuyền vũ áo là tính ra cũng ngon nha anh em nhỉ. Thời gian làm chậm, thời gian choáng. Phòng thủ vật lý. Mê tung ảo ảnh cộng 3 nữa chứ. Nhà cái ngọc bội ngũ độc bùa này ngon chứ anh em nhỉ. À, của côn lôn bùa này ngon chứ. Vũ ảo là bộ hoàng kim môn phái của côn lôn bùa anh em ạ. Xưng tinh là bộ hoàng kim môn phái của côn lôn đao. Còn côn lôn xét nữa. Vũ ảo côn lôn xét là bộ lôi khung anh em ạ. Lôi khung là côn lôn xét. Rồi vào đống đấu thứ ba này mà, vào đống thứ ba này. Admin chỉnh kêu như thế nào thì nó sẽ như thế đó thôi. Chứ không phải là cứ phải nhất Vân Long nhìn nhân kiếm đâu nè. Chúng ta thấy là Võ Đăng nãy giờ với bút được tòa vọng. Một bùa đã bút lên. Một bùa mê tung ảo ảnh đã được bút lên. Có vẻ như hiệp đấu này Côn Lôn đánh rất là cẩn thận nè mà. Côn Lôn bút chúng ta thấy Võ Đăng cũng đánh rất là cẩn thận. Võ Đăng đang giữ thế lực anh em ạ. Võ Đăng giải bùa thành công. Như vậy là Côn Lôn vừa làm việc một cách công cốc. Sau hơn 40 giây anh ấy canh bút bùa thì Võ Đăng đã giải bùa thành công. Ngồi lấy thể lực, đúng rồi, ngồi lấy thể lực. Cho bút bùa thoải mái. Cho bút bùa thoải mái luôn. Xuống giải bùa. Đánh cứ một ít luôn mới ghê chứ. Võ Đăng rất là hay nè mà. Võ Đăng BK2 đấy.
Võ Đăng BK2 anh em ạ. Cho nó bút bùa thoải mái. Rồi, Võ Đăng vừa kết hợp kêu kêu gì ta, kêu gì cái 3x của Võ Đăng ta. Rồi bút hết bùa đi mày, bút đi. Rồi tao giải bùa xong. Cô luôn đánh kêu gì anh em? À, cô luôn đánh kêu gì vậy? Xuống ngựa đi, xuống ngựa đi. Giải bùa xong. Nói giải bùa bị mít kìa. Giải bùa bị mít kìa. Xuống đánh đi. Trước chơi Võ Đăng nhân kiếm. Ok bác nha Dương Nguyễn nha. Đúng rồi, chơi thiên địa vô cực đi. Đúng rồi. Đúng rồi, thiên địa vô cực đi. Rồi, giải bùa, giải bùa, giải bùa. Đúng rồi, xuống đánh. Đúng rồi. Đúng rồi. Phải như vậy chứ anh em. Đó, giờ đánh thiên địa vô cực đi. Rồi, con luôn vừa bắt khí tâm phù rất là hay anh em ạ. Rồi bắt rồi, bắt bài rồi. Úi giời ơi. Tí nữa dính. Rồi con luôn bắt khí tâm phù ghê không? Mặc dù Võ Đăng mặc choáng rất là nhiều. Giải bùa Võ Đăng ơi, giải bùa Võ Đăng ơi. Đúng rồi, giải bùa đi. Lại lên ngựa bút bùa. Ta thấy là mặc dù mang choáng rất là nhiều nhưng bị bắt khí tâm phù rất là chính xác anh em ạ. Rồi giải bùa. Cô luôn sắp hết thể lực anh em ạ. Tại vì con Võ Đăng thì có lợi thế là nãy giờ ngồi cũng rất là nhiều. Con luôn thì không có thời gian ngồi. Trời chém ghê không? Úi giời, cô luôn đao chém kìa. Không xi nhê với Võ Đăng anh em ạ. Không xi nhê với Võ Đăng. Anh em thấy trận đấu này thì cô luôn BK cũng rất là hay đó. Mà không biết là cô luôn có giành chiến thắng hay không thôi. Thấy BK hay đó. Rồi 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 xuống, nó xuống ngựa giờ kìa. À, khả năng của chừng cô luôn ăn đam mới dẫn đâu. Có vẻ như cô luôn là hết thể lực rồi. Rồi giải bùa đi, nó xuống ngựa giờ, nó xuống ngựa giờ nha. Cẩn thận thua đam với Võ Đăng ơi. Sắp hết giờ này mà. 2 phút 40 giây nữa. 2 phút 40 giây nữa này mà, 2 phút 20 giây nữa. Cái câu nói nhất Vân Long nhìn những kiếm nó là cái thời Vinagame thu phí khi lần đầu tiên mới mở ở Việt Nam này. Khi mà ở để chế độ phun xếp hoàng kim hương phái như thế này là điều không thể. Cho nên nhiều anh em hơi hiểu nhầm. Mà bỏ đi. Giờ chúng coi BK là ok rồi, ai thắng ai thua không quan trọng lắm, hay là được. Nói chung thì Vân Long cũng mạnh thật anh em, khi mà Vân Long kích nói thật. Vân Long kích mà khi đủ bùa, bùa giảm phục hồi, đánh rất là ghê. Tại nó môn phái trên ngựa mà, nên nó chọc rất là thấm. Nó cây cầm, cây kích nó đánh ghê lắm. Một phút 40 giây nữa anh em ạ. Võ Đăng đang đánh thiên địa vô cực. Thiên địa vô cực có vẻ như là hơi yếu anh em. Đánh con luôn không xi nhê luôn. Không bắt dính được anh em ạ. Võ Đăng không bắt dính được. Giải bùa đi, giải bùa được rồi, giải bùa. Tí này kêu bùa, kêu hồi phục bùa của Võ Đăng hơi lâu anh em ạ. Giải bùa thôi. Hai cô lùn đánh rất là khó chịu anh em. Võ Đăng thì lười giải bùa. Tầm này thì Võ Đăng mắc mắc kêu 20 mới mắc thời gian giải bùa rồi mà rất là lười giải bùa. Để cho con luôn bút bùa liên tục. Giải bùa đi. Trời ơi. Giờ mới giải bùa thì đã quá muộn rồi. Không thèm giải bùa luôn, hay giải bùa giờ với giải bùa. Rồi chạy tới áp sát lên, chạy tới áp sát lên. Rồi.
Hết giờ anh em ạ. Như vậy là cô luôn chiến thắng luôn em ạ. Bó tay võ đang luôn nè, bó tay võ đang luôn. Chúng ta thấy võ đang mình đánh trúng tới 135.000. Cô luôn mình đánh trúng có 68.000 anh em ạ. Rất là khó chịu anh em ạ, rất là khó chịu. Chúng ta thấy cô luôn đánh rất là khó chịu. Võ đang theo mình thì nên đổi sang thiên địa đi. Tẩy tủy sang thiên địa đi. Đánh lừa đối thủ đi. Đánh lừa đối thủ chứ đánh kiểu này rất là khó chịu anh em. Búp bùa xong lên chạy, búp bùa xong lên chạy. Nói chung là mua đi bán lại bác. Hồi xưa em có hay cái vụ là mua đi bán lại. Cứ mua những ạc cấp cao, ạc 10 số người ta nghĩ á, là về xé món đồ cho bán lời lắm bác. Bán xác rồi bán những món đồ lời to luôn. Chúng ta xem thử võ đang có khinh địch không. Võ đang có khinh địch không. Chúng ta có lẽ thấy nè, đó chết nè. Võ đang đang lừa đối phương em ạ. Mặc dù lúc những giây đầu tiên thì võ đang đã đánh thiết địa vô cực, nhưng anh ấy thì bây giờ đang đi đi kiếm. Võ đang nên tranh thủ giải bùa. Khi mà bị bùa rồi nên võ đang nên cố gắng giải bùa sớm nhất là có thể. Giải bùa chứ không giải bùa này dễ bị bắt choáng lắm. Rồi hay quá, bắt bay rồi. Một phát không chính xác anh em. Đúng, hồi xưa em đi buôn mất ạ. Hồi xưa em cũng đi buôn. Cứ mua ạc 16x về bán đồ hoàng kim, nên là em có được điều kiện cầm những ạc đồ hoàng kim môn phái chứ. Chứ tiền đâu mà thời đó, em là sinh viên mà thời đâu mà lúc đó mà có tiền mà sắm được hoàng kim môn phái bác. Ví dụ thời đó mua ạc 4-5 triệu về bán thì cũng lời 1-2 triệu bác ạ. Bán xác triệu mấy, 2 triệu gì đó. Nói chung cũng lời cũng vui. Thời đó dân ở tỉnh lẻ lên Sài Gòn cũng biết được hết các tuyến xe buýt, số nào. Chúng ta thấy khó chịu nè. Rồi hay quá, bắt hay quá. Trời ơi, tí nữa bắt dính rồi anh em ạ. Rồi tí nữa bắt dính rồi anh em ạ. Chỉ cần võ đang bắt dính thôi anh em. Võ đang lâu lâu giải bùa bị mít anh em ạ. Rồi ván này thua võ đang, quả nhiên võ đang còn thua rồi đó. Trời, võ đang giải bùa bị mít kìa. Bị bắt khí tâm phù liên tục luôn. À, ván này võ đang tội nghiệp quá anh em ạ. Võ đang bị bắt khí tâm phù liên tục, bắt choáng liên tục. Chào bác Dương Nguyễn nha. Rồi, cảm ơn bác Dung Đặng nha. Hồi xưa bị hack liên tục các bác ạ. Hồi xưa chơi quán net là cứ bị hack liên tục. Mặc dù có mã khóa dương cũng bị hack. Rồi bị bắt khí tâm phù, nó giải bùa nó phải vậy. Phải vậy, đúng rồi, phải vậy đó, bắt bài phải vậy. Tranh thủ giải bùa liên tục chứ để bị bắt choáng liên tục là chết. Mà bắt choáng chết là chết rồi. À, võ đang chết. Đó đó, bắt choáng liên tục kìa. Võ đang lười giải bùa là chết. Chết. Thua rồi anh em ạ. Đánh kiểu này nữa là thua, võ đang thua. À, đánh mà cứ bị bắt khí tâm phù liên tục là thua nè, bắt choáng liên tục. Tại cô luôn đào mạnh mà chém ghê lắm. Tôi thì qua trụ sở Vinagame mua mật khẩu dùng một lần là khi out là hết. Hay dữ vậy, có vụ đó nữa hả? Có dùng mật khẩu một lần nữa, hay dữ vậy. Rất là hồi hộp anh em, 2 phút 40 giây nữa anh em ạ. Đánh kiểu này khả năng là võ đang sẽ thua anh em ạ. Võ đang không mua thể lực. Chúng ta thấy cô luôn nó mua thể lực nên là chúng ta thấy cô luôn nó không bao giờ hết thể lực. Đó, cô luôn trình BK rất là hay anh em ạ. Rồi hay quá, bắt bài rồi. Ôi ôi, không xin nhê anh em ạ. Không xin nhê, không bắt dính được.
Võ Đang những trận đấu quan trọng này phải mua ít, phải 10 bình, ít nhất là 15 bình thể lực, tại vì Côn Lôn nó ít khi nó đánh, nên là mình phải mua ít thể lực. Bác lên giao Vinagame giao dịch thì an toàn rồi. Thời xưa thì Vinagame nó có trụ sở ở Sư Vạn Hạnh, nó đổi hình như 2 lần đúng không anh em? Nó đổi 2 lần, 2-3 lần vị trí lận. Một lần thì gần bệnh viện 115. Đúng không anh em, nếu anh em nào từng đi giao dịch Vinagame hồi xưa, nó đổi là 2-3 lần vị trí lận đúng không? Cũng cùng con đường Sư Vạn Hạnh nhưng nó lại nó đổi 2-3 lần vị trí. Gần hết giờ là con luôn còn ngồi nữa, rất là dở anh em ạ. Gần hết giờ mà còn thời gian ngồi nữa. Cô luôn ý, Võ Đang ý thật, khả năng thua anh em, 40 giây nữa. Rồi pha kết liễu, không kết liễu được anh em ạ. À, tưởng kết liễu là thắng chứ anh em. Võ Thang thua là hơi đau nè, mà nếu Võ Đang thua là hơi đau. Ôi xong rồi, hay quá. Tí nữa anh em. Trận đấu này thì Côn Lôn chưa lên lưỡng y lần nào. Thì đúng rồi, những ăn nạp tiền nhiều thì sẽ được bảo hộ anh em ạ. Hồi xưa là bó tay rồi, Võ Đang thua rồi, Võ Đang thua rồi anh em ạ. Rồi đúng, Võ Đang thua thật luôn, bó tay Võ Đang luôn nè. Tạm chia tay Võ Đang năm nay luôn anh em ạ. Thật sự là bó tay cắt Võ Đang BK luôn. Võ Đang mình đánh trúng 121.000, Cô Lô mình đánh trúng có 86.000 anh em ạ. Những trận đấu quan trọng như thế này mà Võ Đang lại không mua thể lực, không mua thể lực để bị hết thể lực. Là thấy Cô Lô BK quá hay anh em ạ. Như vậy là Võ Đang đã bị ao ạc luôn, đã ao ạc đi về ngủ luôn anh em ạ. Rất đáng buồn cho Võ Đang. Thực sự Võ Đang là một ạc khủng, mà có thể nói là năm ngoái, thì năm ngoái mình nhớ không nhầm là Võ Đang Võ Lâm Minh Chủ luôn á. Mà năm nay thì Võ Đang có vẻ như là thời tiết gần Tết rồi, nên là anh ấy muốn nghỉ sớm. Muốn nghỉ sớm nên là anh ấy không muốn BK nữa, mà anh ấy đã bị thua.